Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video để review về ICO, đó là ICO Tokopi. ICO này hiện tại đang có trong web chính thức của mình là tokopi.io. Các bạn hãy truy cập trực tiếp vào trong web này của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về dự án Tokopi. Trong web này của chúng tôi thì có giới thiệu về mã thông báo, lộ trình phát triển, đội ngũ phát triển, vân vân. Dự án REIT bất động sản, công ty bất động sản. Hiện tại giai đoạn ICO được tham gia, hãy tham gia ngay bây giờ, tham gia nhóm điện thoại của chúng tôi để có thể cập nhật thêm. Và hãy tham kích tại đây để tham gia trên danh sách trắng whitelist. Hiện với Tokopi token thì tổng cung lên tới 500 triệu, có bán tại ICO với 55% bonus. Việc bán chi tiết trước ai bán trước ICO thì từ ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6 năm 2018 với giá tương đương với 1 Ether bằng 8.000 Tokopi và 30% tiền thưởng tương ứng. KYC chi tiết với IDML đã được xác minh, vân vân. Chúng tôi làm gì? Thanh toán tiền tệ ngay. Chấp nhận hơn 500 loại tiền tệ crypto với API. Phí giao dịch thấp nhất là 0,01%, giảm giá 50% trên phí giao dịch khi thanh toán bằng mã thông báo của Tokopi. Phí giao dịch giảm xuống 0,005% khi mã thông báo Tokopi được sử dụng, được viết tắt là TPE. Và làm thế nào để nó hoạt động? Thì khi người mua thanh toán bằng mã thông báo Tokopi TPE chi tiết, chiết khấu 50% sẽ tự động được áp dụng cho phí giao dịch. Khi người mua thanh toán bằng bất kỳ 500 mã tiền điện tử nào khác, chiết khấu 50% sẽ được áp dụng cho người bán có mã thông báo Tokopi trong tài khoản của mình. Và đây là bản whitelist, các bạn có thể kích tại đây để tham gia. Và đây là việc phân phối token, các bạn có thể kích tại đây để tìm hiểu thêm. Về sản phẩm SaaS hiện tại của chúng tôi gồm có như CRM, các bạn có thể tìm hiểu tại đây. Module nhân sự có thể tìm hiểu tại đây bằng cách kích tại đây. Mail doanh nghiệp, thư điện tử quảng cáo, trình quản lý liên hệ, lịch nhóm, quản lý tập tin, văn bản trò chuyện VA. Sản phẩm này của chúng tôi thì các bạn có thể kích tại tìm hiểu thêm ở bên dưới mỗi một sản phẩm để tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm của dự án ICO Tokopi. Tiếp theo chúng tôi làm gì? Sản phẩm SaaS upcoming của chúng tôi. Thứ nhất, quản lý dự án, quản lý hàng tồn kho, Safari với Logic, quản lý hiệu suất, thanh toán và kế toán, giúp đỡ, tuyển dụng, thanh toán tiền tệ ngay, quản lý chuỗi cung ứng, expense invoice. Về mã thông báo thì việc thống kê mã thông báo Tokopi. Mã thông báo Tokopi là mã thông báo dựa trên ERC20 xây dựng trên Ethereum blockchain. Tokopi có thể được lưu trữ trong tất cả các ví tương thích ERC20 như là MyEther Wallet, Mist, MetaMask. Miss Betamask, vân vân. Về việc ngày bắt đầu trước ICO đó ngày 5 tháng 5 năm 2018 với tổng cung cấp mã thông báo Tokopi là 500 triệu. Ngày kết thúc trước ICO là ngày 4 tháng 6 năm 2018. Tiền tệ được chấp nhận Ether, số lượng thẻ để bán là 275 triệu tương đương với 55% với tỷ giá hối đoái 1 Ether bằng 8.000 TPE. Về thẻ Tokopi có thể được sử dụng ở đâu? Thứ nhất, thanh toán cho các dịch vụ trên nền tảng Tokopi.com được giảm giá tối đa 50% khi thanh toán bằng mã thông báo Tokopi. Thứ hai, thanh toán phí giao dịch để sử dụng cổng thanh toán tiền điện tử được giảm 50% phí giao dịch bằng cách thanh toán mã thông báo Tokopi. Thương mại Tokopi mã thông báo trên exchange. Chúng tôi đang đàm phán với exchange để liệt kê Tokopi token. Các bạn hãy kích tại đây để tham gia và kích tại đây để phân phối và xem thông phân phối về token. Đây là phân phối về việc bán ban đầu đấy ạ. Và đây là mô hình phân phối việc bán tiến hành phân bổ quỹ. Còn về lộ trình phát triển của dự án ạ, thì với sự giúp đỡ của các đội cộng tác viên với nhà đầu tư, đây là những cột mốc mà quan trọng mà chúng tôi mong muốn đạt được. Thì dự án của chúng tôi được bắt đầu từ tháng 3 năm 2016 và cho đến hiện tại thì năm 2018 chúng tôi đã khởi chạy ICO trước
và module quản lý dự án sẽ được khởi chạy ạ. Tiếp theo chúng tôi cũng có các kế hoạch phát triển dự án cho đến tháng 10 năm 2019 trở đi thì sẽ cải thiện được các sản phẩm hiện có, các module mới theo nhu cầu của cộng đồng. Về Liberty TOB ICO với 2% tổng số mã thông báo TOB được bán trong ICO sẽ được phân bổ cho chương trình tiền thưởng, mọi người đều đủ điều kiện để tham gia chương trình tiền thưởng. Và các thợ săn tiền thưởng được khen thưởng những nỗ lực của trong công việc sẽ đạt được các lượng khán giả rộng. Phần thưởng từ thẻ TOB sẽ được đưa ra cho các hoạt động sau như là Twitter, chia sẻ trên Facebook, video trên YouTube, bản dịch ANN, dịch white paper, các bạn có thể tham gia báo chí ngay tại đây. Về đội phát triển của chúng tôi, đây là nhóm của chúng tôi gồm các thành viên có năng lực cao từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm blockchain, công nghệ thông tin, bán hàng, biên tập, tài chính, chiến lược và tiếp thị, v.v. Còn đây là các thành viên trong ban cố vấn của dự án. Và đây là các câu hỏi thường gặp như là mã thông báo TOB là gì, tỷ giá hối đoái của mỗi mã thông báo TOB là gì. Có rất là nhiều các câu hỏi được các bạn đưa ra tại đây, chúng tôi cũng có đưa ra các câu trả lời. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong web tìm đến các câu hỏi này để giải đáp các thắc mắc của các bạn đối với chúng tôi ạ. Và nếu như mà khi có những thắc mắc mà các bạn chúng tôi chưa đưa ra thì các bạn có thể nhắn tin qua cho chúng tôi tại địa chỉ hòm thư support@tob.io. Và các như đã được thấy trên, đây là các đơn vị đối tác của chúng tôi ạ. Và hãy để lại địa chỉ mail của mình tại đây, theo dõi sự phát triển của dự án ICO TOB. Chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất về sự phát triển của dự án đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.